Top 4, sức mạnh của Ultimate Revive. Nó được tạo ra từ kiếp Red Vistum, chiếc Vistum tổng hợp tất cả niềm tin của mọi người. Với sự thiết kế và chế tạo từ hai cha con nhà Zoji, đóng góp phần tế bào kiếp bên trong nó của Genta, tưởng chừng như chiếc Vistum với đầu T-Rex sẽ là bước cuối cùng để chiến thắng kiếp. Người ngoài hành tinh vô cùng hùng mạnh trong thế giới của Revive, nhưng khi nó hoàn thành với tế bào kiếp bên trong, nó đã bay thẳng tới vị trí của chủ thể mình. Ikki đã nhanh chóng lao theo bằng chiếc phi cơ được nâng cấp từ sức mạnh của Pterodon, lao tới và chụp chiếc Vistum trước khi nó rơi vào tay của Kiếp. Để hoàn thành sức mạnh này, nó phải được tách ra bởi hai người, đó là Vi cũng như Ikki. Cả hai đã dùng toàn lực của mình để tách đôi chiếc Vistum, đầy da tróc vẫy để làm được việc này. Cả hai đã thành công và chuyển hóa thành hai Rider, Ultimate Vi và Ultimate Revive. Họ là hình thể nâng cấp từ Vi cũng như Revive cơ bản, được bao phủ với tông màu clear, xanh và hồng neon đặc trưng. Giống như hình dạng biến hình của họ, họ chính là Vi và Revive được bọc vào bộ giáp của Ultimate. Sức mạnh của Ultimate Revive cũng thể hiện qua màn dọn rịp cực kỳ ấn tượng. Những cú đấm và đá của Ultimate Revive và Vi tạo ra nguồn năng lượng màu xanh và hồng khuếch đại năng lượng để tấn công kẻ hù với sức công phá cao hơn. Cả hai là lực hút từ trường của trái đất, cũng chính là hai phần của một cục nam châm, hút vào và đẩy ra để thực hiện đòn tấn công ngoạn mục mà kẻ thù không thể nào phán đoán được. Họ còn thể hiện khả năng phân thân từ ẩn Vistum cũng như những màn kết hợp cực kỳ bá đạo khi biến Vi trở thành một trái banh để Ikki sút vào nó, thể hiện niềm đam mê của anh với bóng đá. Một cú sút nảy lửa và màn tất sát khi kết hợp cả hai tạo ra một vòng xoáy lực từ hút kẻ thù vào trong, kết liễu tên tướng quân được tạo ra từ kiếp. Màn thể hiện của Ultimate Revive, phần biến hình và tạo hình ở mức khá, vì kẻ hù mà cả hai phải đánh bại chỉ là một tên tướng quân không quá nổi trội. Hắn chỉ mạnh về khả năng hồi phục, nên vị trí thứ tư này trong tất cả 5 form là phù hợp với Ultimate Revive.